Trong video này mình sẽ trả lời những cái bình luận của các bạn về cái HMD 1054G ha. Bạn nào quan tâm về thiết bị này mình đã làm chi tiết, mình để chung cái danh sách phát ha, và các bạn có thể theo dõi ha. Và đến với bình luận của bạn là Khang Lê 82 thì trước đây mình cũng đã trả lời sơ bình luận này rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết hơn những cái ưu điểm của nó so với lại cái chiếc Nokia 2204G trước đây ha. Rồi thì bạn Khang Lê là anh có thể view thêm giao diện Facebook của nó được không? Và đặc biệt là Facebook Messenger, trong đó có chức năng nghe gọi không ạ? Hay chỉ có nhắn tin thôi? Thì trong video trước mình đã chia sẻ thì hiện tại thì cái Facebook, giao diện cái Facebook của nó nè, và chúng ta không thể nào mà vào được Messenger ha. Chúng ta chỉ có thể là thấy hiển thị tin nhắn thôi, chứ tôi không vào được nha. Đây, đó, các bạn thấy là ví dụ các bạn vào tin nhắn thì nó sẽ báo là chúng ta tải thêm ứng dụng. Nó sử dụng qua cái máy ảo mà, thì tất nhiên chúng ta không thể nào mà tải được cái ứng dụng Messenger rồi ha. Giờ mình sẽ view thêm cái giao diện Facebook của nó. Chúng ta có cái lợi thế là so với cái 2204G trước đây á, cái lâu của nó chắc có lẽ cái này nó được cải thiện nha. Là khi mà mỗi lần chúng ta thoát ra ha, là sau một thời gian chúng ta quay trở lại thì bắt buộc chúng ta phải nhập mật khẩu nha. Còn bây giờ là tự nó nhớ trong này luôn, rất là tiện, chúng ta không cần phải nhập lại tài khoản như mật khẩu đăng nhập lại ha, nó nhớ rồi. Bữa giờ mình đã không truy cập vào Facebook lâu rồi, bây giờ vào lại thì nó vẫn nhớ. Mình đánh giá cao cái vấn đề này, chúng ta đỡ mất công hơn. Trước đây á, khi mà đăng nhập á, nó sẽ thông báo về cái chiếc smartphone Android của chúng ta là thiết bị đăng nhập là Google Pixel 4XL nha. Mặc dù là sử dụng cái chiếc Nokia này đăng nhập qua Cloud, nhưng mà hiện tại chúng ta không còn cái thông báo đó nữa. Nó vào luôn ha các bạn, nó không báo gì nữa. Không biết là do mình đang xài 4XL rồi, hay là do các bạn khác có khi mà đăng nhập vào Facebook này thì nó có thông báo về smartphone và nó yêu cầu các bạn cấp phép hay không, thì các bạn hãy bình luận luôn nha. Và chính xác hơn á, thì giống như là chúng ta đang lướt ở trên cái nền web các bạn ha, trên nền web của một thiết bị Android hay là iOS, thì khi mà các bạn đăng nhập vào Facebook nền web thì nó y xì như vậy, nó cũng bắt chúng ta tải thêm ứng dụng ha. Và trên nền web của Android cũng vậy, các bạn không thể nào mà nhắn tin Messenger được nha. Đó, chúng ta có thể xem tất cả những cái nội dung khác trừ Messenger, ví dụ chúng ta có thể xem story nè, đó, bấm vào và xem video luôn ha. Các bạn có thể xem Facebook video nè, mình sẽ view thêm nhiều cái khác cho các bạn xem. Đó. Rồi, vào đây chúng ta cũng tăng giảm âm lượng tương tự như ở bên ngoài luôn ha. Nó sẽ hỗ trợ chúng ta chữa cháy trong cái việc mà xem Facebook cũng như là các nền tảng YouTube, YouTube Short, và hiện tại chúng ta có YouTube Music nữa các bạn, có thể nghe trên đây. Đó, vào bên trong đây thì các bạn có thể tìm kiếm bài hát và mở lên để nghe. Đó, nhưng mà mình không dám mở, sợ nó vi phạm bản quyền ha. Đó, cho nên là đây là một cái lợi điểm ha. Các bạn có thể cắm tai nghe hoặc có thể kết nối với lại tai nghe Bluetooth ha. Nó có trang bị Bluetooth đó, thì các bạn có thể nghe music, YouTube Music trên đây. Và bữa giờ thì mình vào trong cái YouTube này thì mình chưa thấy quảng cáo các bạn. Có lẽ đây là một cái ưu điểm của nó ha, chưa thấy quảng cáo. Nè, ví dụ như coi cái con này nè, là nó vào video luôn và chúng ta không có xem quảng cáo, mặc dù là cái chất lượng video rất là thấp, nhưng mà có còn hơn không ha. Bình luận tiếp theo là của bạn Nguyễn Hà. Admin cho biết vì sao phần mềm Cloud Phone trên Itel 9210, Nokia 220 hay HMD 105 toàn định vị bên Bangladesh với Ấn Độ trong khi đang dùng bên Việt Nam. Vào xem tiếng Việt thông qua app Wikipedia trên Cloud Phone toàn bị không có bản quyền tại quốc gia này, tra thông tin báo của Bangladesh với Ấn Độ. Rồi thì bây giờ mình sẽ thử luôn các bạn. Ý bạn là cái này nó định vị bên Bangladesh với lại Ấn Độ ha. Vào tiếng Việt thì chúng ta không xem được. Rồi bây giờ nó để là tiếng Việt này có mấy ngàn bài viết nè. Mình thử vào thử coi. Sẽ tìm kiếm về Nokia ha. Rồi, thử xem là nó sẽ hiện tiếng Việt hay là tiếng Ấn Độ nha. Đồng ý nè. Rồi, tìm kiếm nè.
Nó sẽ hiện tất cả, ví dụ Nokia, Nokia N8, những cái từ khóa liên quan đến Nokia nè. Bây giờ chúng ta đang xem nội dung tiếng Việt nè các bạn. Đó, bình thường mà ha, mình không gặp cái vấn đề như bạn nói là nó hiện tiếng Ấn Độ hay là Bangladesh. Tìm kiếm rất là bình thường. Tìm kiếm về một tỉnh của Việt Nam. Rồi, ok. Đồng Nai nè. Rồi, ok. Tất cả các nội dung mình tìm kiếm bằng tiếng Việt thì rất bình thường ha các bạn. Và chúng ta không gặp cái tình trạng như là bình luận của bạn nha. Tiếp theo là bạn Gốc chia sẻ 84. Bạn ơi, có cách nào xem video trên thẻ nhớ không? Mình test mở file 3GB MP4 bằng quản lý tập tin mà không chạy được. Là không nha bạn, mình đã test rồi. Mình đã test rồi và hiện tại hai cái định dạng mà bạn nêu ra là 3GB và MP4 thì mình đã test trong video trước rồi là nó không hề chạy được nha. Đó. Mặc dù là mình để cái định dạng rất là thấp luôn, 144 là cái định dạng thấp nhất của video các bạn và nó không được. Như đây mình có 3GB các bạn, mình đã mở thử cho các bạn xem rồi. Ở đây là cái định dạng MP4 nè. Đó, mình chi tiết lên cho các bạn xem nè. Rồi đây là một cái video kích thước là em mở rộng là MP4 ha, và dung lượng rất là thấp luôn, và khi mở lên này, nó báo là không hỗ trợ. Bình luận tiếp theo là của bạn Tú Ly 007. Video 3GB mà không xem được thế thì thua 1280 à. Cái này thì nói hơi quá, tại vì một Nokia 1280 chúng ta không hỗ trợ gắn thẻ nhớ nữa mà, cho nên là cái này nó có hỗ trợ gắn thẻ nhớ và chúng ta có thể nghe nhạc, có cái phần lâu thì tất nhiên nó phải hơn Nokia 1280 rồi, chứ không thể nào mà chỉ vì một lý do nó không xem được video 3GB mà chúng ta có thể nói là nó thua Nokia 1280. Và đặc biệt thì Nokia 1280 thì chỉ có 2G, còn nó thì có trang bị kết nối 4G để cho chúng ta sử dụng lâu dài ha các bạn. Tiếp theo là của bạn Đỗ Xuân Trung. Format về SDHC thì đọc bao nhiêu ghi trả được, chứ con này mà hỗ trợ SDXX thì hơi ảo vì hãng công bố chỉ hỗ trợ SDHC. Còn video thì bọn X30 này hỗ trợ codec H263 đuôi MP4 AV 24 khung hình, thì ở đây mình đã chép MP4, độ phân giải thấp hơn luôn, nó vẫn không đọc được ha. Và đọc được, bạn bình luận đã đọc được độ phân giải tối đa là 480p và các code như H264, 265, VB8 đều không đọc được. Frame rate mà trên 24 khung hình thì nó giật tung chảo, video trên 480 thì nó cũng không đọc nổi, thì mình cũng không có yêu cầu thiết bị này có khả năng xem video có độ phân giải cao 4 trên 480 làm gì. Tại vì cái độ phân giải màn hình nó chỉ có 240 thôi. Cho nên là mình chép độ phân giải thấp hơn và hiện tại đuôi MP4 nó vẫn chưa đọc được. Vậy thì bây giờ mình sẽ chép cái đuôi AV vào đây xem nó đọc được hay không ha. Mình đã tải hai cái video AV, chia sẻ hai cái video AV nè. Định dạng AV nè các bạn, và nó cũng báo là không có hỗ trợ ha. Và đây là, nhưng mà nó vẫn là H264 nha, hiện tại không có trang web online nào chuyển về H263 hết. Và đây một cái định dạng khác nè, cũng AV nhưng mà nó là một cái chuẩn khác, mình tải thử luôn. Và nó cũng báo là không có hỗ trợ luôn. Vậy cái việc mà xem video là gần như là không thể ở trên cái chiếc điện thoại này, trừ khi các bạn dùng cái tính năng cloud để các bạn xem online thôi. Còn xem video từ thẻ nhớ hoặc là bộ nhớ thì mình thấy là không khả dụng nha. Rồi, còn bây giờ mình sẽ chia sẻ thêm về cái trải nghiệm của mình sử dụng thiết bị này để cho các bạn tham khảo thêm. Là nói về cái việc pin của thiết bị này ha, thì mình lắp 4G một SIM nha. Có khi mình thay giữa Viettel, có khi mình thay giữa Mobi, và hiện tại mình đang bỏ Mobi vào các bạn. Và thì mình cũng ít nhận được cuộc gọi lắm, thì trong cái thời gian mà mình bỏ túi từ cái bữa sạc đến giờ nha, từ cái bữa sạc cái thiết bị này đến giờ là mình nhớ là bữa tối bữa thứ ba và cho đến hiện tại là thứ sáu ha, sáng bữa thứ sáu là nó chỉ mất khoảng cho là 50% pin thôi cho chế độ một SIM ha. Đó, thì nó đã 3 ngày rồi các bạn. Đó, thì bây giờ cho dù các bạn có gắn hai SIM thì bây giờ mình nghĩ là nó cũng ít nhất cũng phải được 3 ngày chứ không thể nào mà nó thấp hơn được nữa. Và đối với chiếc điện thoại mà có dung lượng pin 1440 mAh này, 1450 mAh mà nó có cái thời lượng sử dụng như vậy là quá được rồi. Và một số bạn bình luận là cái chiếc Nokia 2204G trước đây mình làm á, thì sao mà pin của nó chỉ có một ngày thôi và không làm gì vẫn hết, thì mình chưa bao giờ gặp sử dụng qua 2204G rồi, mình không thể nào mà cho rằng cái chiếc điện thoại đó không làm gì mà một ngày có thể hết pin được ha.
cái nào mình đạp, cái này bạn nào đã từng sử dụng qua những thiết bị này rồi thì các bạn có thể bình luận ha. Như thiết bị này đã 3 ngày rồi nè các bạn, thì ít ra các bạn phải bỏ hai sim vào đây, nó phải trụ được ít nhất là 3 ngày ha. Còn tần suất mà nghe gọi nhiều ha, thì mình cho nó nghe gọi nhiều đi thì là một ngày, ví dụ vậy, chứ không thể nào mà không làm gì mà một ngày có thể hết pin được ha. Rồi một điều nữa là về có điểm mà mình sau khi sử dụng thiết bị này lâu thì cũng chưa lâu lắm, khoảng 2 tuần thôi, mình bắt đầu chơi là về cái bàn phím nè. Các bạn thấy, các bạn mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn nhìn nè, bàn phím màu hồng của nó nè, cái viền của bàn phím bắt đầu màu đen rồi ha, nó xỉn màu các bạn, tức là giống như bị dơ xung quanh cái viền ấy, trong khi mình không có tiếp xúc với môi trường nào mà bẩn hay là dơ hết. Có thể cái chất liệu này khi mà kết hợp với cái mồ hôi tay thì nó bị như vậy các bạn. Cho nên là các bạn nào mà đang có dự định mua thiết bị này, chúng ta cũng nên chú ý cái vấn đề này ha. Đó, nó hơi xỉn những cái viền, cái gờ cao cao lên của cái phím nè lắm ha. Mình nghĩ là khi mà chúng ta sử dụng lâu dài hơn nữa thì những cái viền này nó sẽ đen và nó xấu hơn ha. Nó khác màu lên, nhìn rõ rệt lên nó sẽ xấu hơn rất là nhiều nữa ha. Và cái X30 cộng này nó sẽ có một cái tính năng mà X40 không có, đó chính là các bạn bấm vào cái menu nè, các bạn thấy nó lướt phào, lướt rất là nhanh. Khi mà X40 các bạn bấm thì nó chỉ đi được từng nấc thôi, không bao giờ có cái tốc độ như vậy. Chỉ có X60 mới có khả năng làm như vậy ha. Các bạn thấy X60 này đó. Hy vọng là video này đã giải đáp được cái thắc mắc của các bạn về cái chiếc HMD 1054G này. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.